Mỗi ngày có đến hàng trăm chuyến xe có tải trọng lớn chở cát sỏi vẫn nườm nượp qua lại trên các tuyến đường ven đê tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Cứ như vậy suốt gần 10 năm qua, ngày cũng như đêm, xe từ các bãi tập kết cát sỏi trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động. Ồn ào, ô nhiễm, mất an toàn giao thông là những gì mà bấy lâu nay người dân địa phương vẫn phải cố gắng chịu đựng. Vậy vì sao điểm nóng tập kết vận chuyển cát sỏi trái phép tại huyện Việt Yên vẫn ngang nhiên hoạt động? Sau quá trình vào cuộc tích cực của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân, tình trạng trên liệu có chuyển biến? Đây là những hình ảnh được chúng tôi ghi nhận vào ngày 30 tháng 7 năm 2020 tại tuyến đường ven đê nối giữa khu dân cư ra đường lớn với các bãi tập kết vật liệu xây dựng trong khu vực đê tả cầu thuộc địa phận thôn Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Suốt từ sáng sớm đến giữa trưa, ước tính đã có đến hàng trăm lượt xe tải lớn nhỏ qua lại để vận chuyển cát sỏi. Đặc biệt, có nhiều xe trọng tải lớn, cơi nới thành thùng để chở hàng. Đa số đều không được chằng buộc an toàn, làm rơi vãi vật liệu trong quá trình di chuyển. Khói bụi được coi là đặc sản suốt cả chục năm nay mà người dân trên tuyến đường này phải gánh chịu. Dọc tuyến đường, chẳng mấy khi thấy có nhà nào mở cửa. Đa số các hộ dân phải tự trang bị, lắp đặt thêm các tấm bạt cỡ lớn để ngăn không cho bụi và cát sỏi bay bắn vào nhà. Xe đi qua đây là rất là nhiều, một những cái trọng tải của ô tô rất là lớn. Suốt ngày suốt đêm cho nên nó ảnh hưởng, nó dùng hết cả đường cái nhà cửa của cô cho nó ảnh hưởng đủ mọi thứ khổ. Thứ nhất là về môi trường, về bụi ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái thứ hai nữa là về coi không làm ăn gì được. Mất cái lành dèm này để che cho khỏi bụi. Che cũng vẫn bụi lắm nhưng mà thuộc gọi là che để cho nó khỏe, trông nó quá khổ. Hiện tại bây giờ là vẫn bụi và chúng tôi đóng cửa thậm chí như 24/24. 12 giờ đêm, 1-2 giờ đêm xe vẫn đi. Những cái bàn đây từ chỉ độ 2 tiếng đồng hồ, nếu mà mở cửa 2 tiếng đồng hồ các anh đến các anh viết lên trên bàn được. Ảnh hưởng đến sức khỏe và tất cả mọi thứ luôn. Cả một cái dãy này là chỉ có được 1-2 nhà kinh doanh được thôi. Chúng tôi kêu nhiều, kêu mãi bây giờ chứ. Chấp nhận chúng tôi sống chung với lũ. Theo phản ánh của người dân, đoạn đường dân sinh dẫn từ đường lớn vào cầu thị cầu cũ này vốn là đường cụt và cấm xe tải đi qua. Tuy nhiên, hiện nay nó gần như là tuyến đường độc đạo của các xe chở vật liệu ra vào khu vực các bãi tập kết cát sỏi đê tả cầu. Suốt gần chục năm qua, phải sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường cùng với sự mất an toàn giao thông mà không có đơn vị chức năng nào xử lý dứt điểm. Người dân đã phải tự bảo vệ mình bằng cách giải các bao tải cát hay những hòn bê tông ra đường để hạn chế tốc độ của những chiếc xe tử thần. Trước thì nó chưa làm được cái bê tông này thì bẩn lầy lội, rồi bụi vô cùng. Nói chung người dân đây là sống đây nói chung là ô nhiễm quá nặng. Thế từ lúc mà làm được cái bê tông này cách đây là được 2 năm rồi. Thì bụi thì vẫn còn bụi nhiều, thế nhưng mà cái đá sỏi ở đây đấy là nó rơi ra đường, thế nhiều người đi ở trên đường là mấy các hộ giống sống ở vùng quanh đây là người ta cứ đá sỏi nó bắn hết vào nhà, rồi bụi các thứ nó vào nhà nên chúng tôi phải để các cái này để chắn để cho ô tô chở là đi một luồng, thế còn dân chúng tôi để đi chúng tôi đi một luồng để cho nó tránh cái sự tai nạn. Ông Sĩ và bà Nga là những người đại diện cho các hộ dân ở thôn Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi lên chính quyền địa phương để phản ánh về tình trạng vận chuyển vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn diễn ra suốt nhiều năm mà không được xử lý, khiến người dân bức xúc, đồng thời cũng đặt ra nhiều nghi vấn, thắc mắc mà không được trả lời. Theo phản ánh, thì trước năm 2012, khi chưa có cầu thị cầu mới, thì đây vốn là trục đường chính liên xã. Khi cầu mới được đưa vào hoạt động, thì tuyến đường này đã có chỉ đạo đóng lại để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Tuy nhiên, gần chục năm qua, lối đi tự mở này vẫn được duy trì cho các xe tải hoạt động. Nhiều cọc và rào chắn để phục vụ cho việc đóng đường đã được chuẩn bị, nhưng rồi đến giờ vẫn nằm nguyên một chỗ. Trong khi đó, cách bên kia cầu thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh, lối đi tương tự đã được rào đóng, không cho bất cứ phương tiện nào được lưu thông. Trước đây thì bên này Bắc Linh này họ là có chủ trương là rào không qua đường sắt thì họ sẽ làm rất tốt. Đấy như các anh nhìn đấy, rào là một mạch là xong.
Nhưng khi bên kia rào thì có một số hộ bên cát này, những chủ hộ bên cát ra là ngăn lại. Thế thì bên kia họ vẫn cứ làm, sau đó có cả công an đến. Thế chính là nếu họ làm là vẫn làm được. Nhưng không hiểu ý kiến như thế nào mà họ lại mời họ về xã. Đấy, mời về xã và giải quyết như thế nào đây, từ lúc đấy họ không thể làm nữa. Thế mà những cái cột hiện tại bây giờ, những cột bê tông mà lưới vẫn đấy vẫn còn. Thế nhưng mà họ không làm. Đường rào không được chắn, xe tải hoạt động bất kể ngày đêm. Kiến nghị thì không được giải quyết. Bà Nga cùng nhiều hộ dân đã từng phải thay nhau ra chặn, không cho xe tải vận chuyển qua tuyến đường này. Tôi đi bao nhiêu lần rồi, nào đơn xuống xã, đơn đi chỗ nọ chỗ kia nhưng mà chẳng giải quyết được cái gì. Từ đấy đến đây coi như là chúng tôi cứ lực bất tòng tâm, chẳng biết kêu ai. Có những cái đợt nào là lanh ke, nào là cát đi, coi nghĩa là bụi mù, trẻ con thì ốm đi cấp cứu liên tục. Tôi phải ngồi chắn hai cái ghế lao vào một cái ô, chúng tôi trực tiếp ngồi mà đỗ xe hàng đoàn. Rất nhiều lần là bà con đã ngăn xe, không cho xe chạy qua bên này nữa. Thì xã họ có lên mời vào trụ sở ở xã để giải quyết, và họ sẽ hứa là làm sạch sẽ và không ảnh hưởng đến môi trường của nhân dân. Nhưng mà khi giải phóng cho xe đi thì sau đâu vẫn đóng đấy cả thôi. Lần theo tuyến đường di chuyển của các xe tải, chúng tôi tiếp cận được với một khu vực lớn tập kết cát sỏi và vật liệu xây dựng nằm trong khu vực bảo vệ đê tả cầu. Đây giống như một công trường lớn với đầy đủ các thiết bị, nao cẩu, máy xúc, thuyền chở hàng lớn, thậm chí là các trạm trộn bê tông hoạt động liên tục. Tuy nhiên, ngay sau khi có sự xuất hiện của máy quay, các hoạt động tại đây thưa dần rồi dừng hẳn. Xe tải vận chuyển cát sỏi cũng chỉ còn qua lại lác đác rồi tập kết xếp hàng dài ở bến. Làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Quang Châu, chúng tôi được biết, trên địa bàn xã Quang Châu hiện nay có 22 cá nhân doanh nghiệp hoạt động bến bãi, bao gồm hoạt động trung chuyển vật liệu xây dựng và trạm trộn bê tông. Trong đó có 13 bến bãi nằm trong quy hoạch của tỉnh và có chủ trương đầu tư, còn lại 9 cá nhân doanh nghiệp nằm ngoài quy hoạch. Tại khu vực đê tả sông Cầu, nằm cạnh cầu Thị Cầu mà chúng tôi phản ánh ở trên, thì có 9 doanh nghiệp đang hoạt động. Các doanh nghiệp này nằm trong số 13 tổ chức cá nhân được tỉnh đưa vào trong quy hoạch và đồng ý chủ trương đầu tư. Các bãi này đều đã có quá trình hoạt động từ năm 2002. Tuy nhiên cho đến nay, tất cả đều đang hoạt động mà chưa hoàn thiện được các thủ tục cấp phép cần thiết. Tháng 8 năm 2018 cho tới tháng 8 năm 2019 thì cơ bản là các cái bãi ở khu vực Đạo Ngạn 2 thì thực hiện theo cái quyết định số 194 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, là gồm có 6 cái thủ tục hành chính. Thì trong đó là các cái bãi này đã có 3 cái thủ tục hành chính. Như ý kiến của anh trao đổi thì phải nói em là tất cả các cái bãi hoạt động ở trên địa bàn xã Quang Châu cho tới tại thời điểm bây giờ là chưa có một cái bãi nào là được tỉnh cấp phép hoạt động xây dựng. Từ đây có thể khẳng định tất cả các bến bãi hoạt động trung chuyển vật liệu xây dựng cũng như trạm trộn bê tông trên địa bàn xã Quang Châu đều đang hoạt động trái phép. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân xã Quang Châu đã nhận trách nhiệm về việc để tình trạng trên diễn ra suốt thời gian qua. Mọi những cái việc nó diễn ra trên địa bàn thì xã đều biết. Trước hết là trách nhiệm quản lý ở tại địa phương thì nó thuộc vào chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Thế nhưng bên cạnh đó thì tồn tại đây nó cả một cái quá trình nó rất dài. Thì các cái bãi này là bắt đầu hoạt động từ năm 2002 đến năm 2004. Thì đến tháng 6 năm 2005 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang là có cái quyết định 374 là cho phép các cái cụm bãi ở Đạo Ngạn 2 này là được phép trung chuyển vật liệu xây dựng. Thế đến năm 2012 thì để nó phù hợp với cái quy định chung thì điều chỉnh các cái bãi lại ra ngoài quy hoạch. Thế sau đến năm 2016 thì trên cơ sở là các cái tồn tại doanh nghiệp đã hoạt động từ năm 2002 đến năm 2005 trở về sau này thì tỉnh có một cái quyết định điều chỉnh cái quy hoạch. Thế thì các bãi là làm các cái thủ tục theo quy định của pháp luật. Mở rộng tìm hiểu, chúng tôi được biết toàn huyện Việt Yên có đến 26 bến bãi đang hoạt động, trong đó có 13 đơn vị nằm ngoài quy hoạch của tỉnh, chưa được cấp phép chủ trương đầu tư. Các đơn vị này chưa có bất kỳ một văn bản giấy phép nào theo đúng quy định của pháp luật. Qua rà soát, kiểm tra và xử lý thì chúng tôi thấy rằng là tất cả các cái điểm kinh doanh đó đều là thuộc diện mà đã có những cái hợp đồng thầu đất với thôn, với xã và hầu hết là không đúng quy định pháp luật.
đây nó chính là cái nguyên nhân ban đầu dẫn tới là sau đó ấy, thì một quá trình dài vẫn tồn tại những cái hoạt động đó và dẫn tới nó ảnh hưởng tới nó dẫn tới nó những cái vi phạm theo quy định. Đối với 13 đơn vị còn lại nằm trong quy hoạch của tỉnh thì đa số đều đang thiếu giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hoặc hoạt động chưa phù hợp các quy định về khoảng cách an toàn chống sạt lở đất. Đây là vướng mắc mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng đang gặp phải khi mà quy định chồng chéo nhau và mỗi thời mỗi khác. Vì vậy nên hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 119 bến bãi hoạt động liên quan đến đê điều thì chỉ có 83 bến bãi được chấp thuận đầu tư, 72 bến bãi phù hợp với quy hoạch. Nhưng đa số đều thiếu các điều kiện như vừa nêu để được cấp giấy phép hoạt động. Được biết, để giải quyết tình trạng trên, trong tháng 7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã họp và yêu cầu các ngành, địa phương tiến hành rà soát toàn bộ 119 bến bãi để sớm giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong quản lý hoạt động. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng như Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên đã có nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm các đơn vị bến bãi hoạt động không phép. Cụ thể, tính từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên đã tiến hành xử lý hành chính hàng chục trường hợp vi phạm với số tiền hàng trăm triệu đồng. Trong tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương tiến hành thanh lý toàn bộ các hợp đồng cho thuê đất trái thẩm quyền, yêu cầu lực lượng công an huyện phối hợp với các địa phương thường xuyên tuần tra kiểm soát để phát hiện các trường hợp hoạt động vận chuyển vật liệu trái phép. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế cũng như tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, thì đến ngày 30 tháng 7 vừa qua, gần như không thấy có sự xuất hiện của các lực lượng công an trong công tác kiểm tra và xử lý. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên cũng cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện nhận trách nhiệm khi để xảy ra các sai phạm trên. Đồng thời, huyện cũng đang quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang trong giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Tuy nhiên, công tác xử lý cũng còn tồn tại nhiều khó khăn, áp lực. Có rất nhiều doanh nghiệp đã đầu tư và với cái suất đầu tư rất lớn, có những doanh nghiệp đầu tư tới hàng gần 100 tỷ. Việc đó tạo ra một cái áp lực trong việc mà các doanh nghiệp chấp hành. Cái thứ hai là một cái áp lực thực tế giữa cái câu chuyện cung và cầu. Cái nhu cầu xây dựng, nhu cầu về sử dụng các cái vật liệu xây dựng của địa phương trong những năm qua là rất lớn do cái tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là cát sỏi và xi măng, dẫn tới là các cái doanh nghiệp, các cái hộ gia đình kinh doanh cái bến bãi mong muốn phát triển rất là lớn. Bên cạnh các yếu tố khách quan cũng phải kể đến các nguyên nhân chủ quan, khi trong thời gian qua các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương đã không thật sự quyết liệt trong việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng tập kết, vận chuyển cát sỏi và vật liệu xây dựng trái phép. Từ đó dẫn tới việc các doanh nghiệp ngang nhiên hoạt động, số tiền phạt hành chính còn quá nhẹ để mang tính răn đe. Có một tín hiệu tích cực là ngay sau khi làm việc với Truyền hình Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên đã ngay lập tức trong đêm thành lập các đoàn kiểm tra mà đứng đầu là các đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện xuống trực tiếp các điểm tập kết cát sỏi. Và bắt đầu từ ngày 31 tháng 7 đến nay, theo ghi nhận, đã không còn tồn tại tình trạng vận chuyển vật liệu xây dựng như trước nữa. Ủy ban Nhân dân các xã cũng cắt cử cán bộ công an xã túc trực 24/24 giờ để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Ngay sau khi đã có kết quả kiểm tra, rà soát các bến bãi tập kết cát sỏi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cần nghiên cứu kỹ, quy hoạch, xây dựng các văn bản quy định một cách thống nhất để các doanh nghiệp có thể hoạt động theo đúng pháp luật, mang lại lợi ích kinh tế, phát triển địa phương, nhưng không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.